Kính trang phục Halloween của người đẹp chuyển giới tạo ra cơn sốt trên trang mạng xã hội. Tin từ New York, Hoa Kỳ, các nhà bán lẻ đã bắt đầu cho kinh doanh những bộ trang phục Halloween mang hình dáng của người đẹp chuyển giới Caitlyn Jenner. Và các nhà chuyên gia cùng những nhà phê bình cho rằng điều này làm tổ hại đến danh dự của cộng đồng người chuyển giới và tiếp tay cho sự phân biệt đối xử. Không chỉ nói bật trên trang bìa tạp chí Fashion Vanity Fair, người chuyển giới bà Caitlyn Jenner, từng là người đàn ông Bruce Jenner, đã xuất hiện trên trang nhất các mặt báo toàn cầu vì sự thẳng thắn công khai trong việc thừa nhận giới tính cá nhân và mạnh dạng phô bày cái tôi của mình. Và Caitlyn Jenner, người trước đây từng là người đàn ông với tên gọi là Bruce Jenner, không ai khác chính là bố dưỡng của ngôi sao truyền hình thực tế Kim Kardashian, vợ của rapper Kanye West và đồng thời bà Caitlyn là bố đẻ của chân dài đình đám Kendall Jenner. Với tư cách một người đàn ông, Bruce Jenner từng đoạt huy chương vàng Olympics môn điền kinh, xuất hiện đầy tự tin với trang phục, cấp ngực gợi cảm Máy tóc nâu uống lọn bồng bềnh trên trang bìa tạp chí Vanity Fair tháng 7 vừa qua. Caitlyn Jenner đã phá kỷ lục 1 triệu người theo trên trang mạng xã hội Twitter. Bà Caitlyn Jenner, 65 tuổi, chia sẻ trên Twitter rằng thật hạnh phúc khi được trở thành con người thật với chính mình sau cuộc đấu tranh lâu dài. Được biết, cô con gái của Caitlyn Jenner là siêu mẫu Kendall Jenner đã khuyến khích cha cả giới để được tự do sống thật với bản thân mình. Một đơn kính nghị từ tổ chức Change.com đã được gửi đi để yêu cầu công ty Spirit Halloween với hơn 1.100 cửa hàng bán lẻ trên khắp Hoa Kỳ phải dừng việc bán bộ y phục hóa trang, miêu tả ngoại hình của Caitlyn Jenner trên trang bìa tạp chí Vanity Fair ngay lập tức. Vào trước ngày thứ ba, thì bản kiến nghị này đã có được 4.800 chữ ký. Hiện nay, bà Caitlyn Jenner vẫn chưa có lời bình luận nào về vụ việc. Cũng trong ngày thứ ba, bộ trang phục này đã không còn được hiển thị trên trang web của công ty Spirit Halloween, tuy nhiên những công ty khác đã bắt đầu cho bán lẻ bộ trang phục này bằng thanh toán điện tử trên trang mạng online